số người mắc Covid-19 sẽ còn tăng. Bí thư Hà Nội yêu cầu khẩn cấp về việc học trực tiếp. Chuyên gia, số ca kỷ lục tại Hà Nội sống chung với Covid-19 sao cho an toàn. Số ca Covid-19 nặng tăng lên, các địa phương quyết liệt chống dịch. Lâm Đồng, số ca nhiễm Covid-19 vượt 600 ca một ngày, F1 phải cách ly y tế. Vừa thổi giá kit test nhanh, chủ tiệm thuốc đã bị mất trí nhớ khi bị kiểm tra. Xin chào quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất trong bản tin toàn cảnh Covid, nơi cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong 24 giờ vừa qua. Thưa quý vị, số ca mắc Hà Nội hiện nay vẫn đang dẫn đầu cả nước với những diễn biến dịch phức tạp. Nhận định số ca mắc Covid-19 còn tăng nhanh, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu giả soát lại, bảo đảm phương án tổ chức cho học sinh đi học trở lại thực sự hiệu quả, đồng thời nâng cao tỷ lệ học sinh đã tiêm hai mũi vaccine đến lớp. Thay mặt thường trực thành ủy kết luận, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lưu ý, tuyệt đối không được chủ quan, bởi hiện nay các dịch vụ du lịch, điểm di tích và làm thắng cảnh đã mở cửa trở lại, học sinh sinh viên trở lại học tập, thời tiết mưa lạnh khắc nghiệt kéo dài, tất cả đã làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ông Dũng yêu cầu tiếp tục kiên trì theo hướng phân cấp, giao quyền thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các quận huyện thị xã, tuân thủ phương châm 4 tại chỗ. Bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm ra soát, nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở, lên phương án ở mức cao hơn, không để bị động quá tải khi số ca mắc có thể gia tăng trong những ngày tới. Hướng trọng tâm cần tập trung hiện nay là tiếp cận hướng dẫn hỗ trợ điều trị cho người dân nhanh nhất, sớm nhất có thể, nâng cao hơn nữa năng lực điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và tầng 3. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả điều trị, giảm thiểu bệnh nhân, chuyển tầng và tăng tỷ lệ chữa khỏi bệnh nhân nặng về việc tổ chức cho học sinh sinh viên đi học trở lại người đứng đầu đảng bộ hà nội yêu cầu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo các địa phương rà soát bảo đảm phương án tổ chức học trực tiếp thực sự hiệu quả bảo đảm an toàn nâng cao tỷ lệ học sinh đã tiêm đủ hai mũi vaccine đến lớp các học viện trường đại học cao đẳng cung cấp nghề phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong quản lý hỗ trợ sinh viên học viên tuyên truyền vận động lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trách nhiệm xã hội đối với các chủ cho thuê trọ, đảm bảo chỗ ở cho sinh viên, học viên trong trường hợp trở thành F1, F0. Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu 15 đoàn kiểm tra của ban thường vụ thành ủy, các đoàn kiểm tra chuyên ngành tiếp tục bám sát địa bàn cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, giữ vững thế trận phòng chống dịch của Hà Nội. Người dân Hà Nội đang trải qua những ngày tháng chưa từng thấy kể từ đầu dịch số F0 nổ như pháo hoa. Mỗi ngày trôi qua, những tin tức người thân, bạn bè đồng nghiệp thông báo trở thành F0 F1 đã không còn là chuyện hiếm gặp. Trước thực tế, dù có những trường hợp đã cẩn thận phòng dịch nhưng vẫn mắc Covid-19, tâm lý buông lỏng cảnh sát trước Covid-19 đang len lỏi trong suy nghĩ của nhiều người. Việc chuyển từ sợ Covid-19 sang tâm lý chủ quan, ai cũng có thể là F0 rất nguy hiểm. Mỗi ngày ghi nhận trung bình từ 4.500 đến 5.500 ca, nhiều F0 thậm chí không khai báo mà tự điều trị. Theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng Bộ Y tế, số liệu thống kê của Hà Nội là 5.000 ca một ngày thì thực tế là phải cao hơn nhiều vì rất nhiều F0 chưa phát hiện ra hoặc không khai báo. Dịch đã lan sâu trong cộng đồng, không chỉ nhiễm ngoài xã hội công sở, nơi đông người mà đang lây lan nhanh chóng trong từng gia đình. Với tốc độ lây lan nhanh như hiện nay thì thực tế dần dần sẽ nhiễm hết, xu hướng của chúng ta là sống chung thích ứng với dịch. Ở một số nước như Anh thậm chí đang có xu hướng không cách ly F0. F0 vẫn đi làm việc, đi siêu thị bình thường. Chúng ta chọn cách sống chung với dịch như thế nào cho an toàn là điều phải tính đến ông Nga nêu vấn đề. Cũng theo chuyên gia này dù rất khó khăn được con số lây nhiễm như hiện nay, nhưng người dân vẫn phải tuân thủ tuyệt đối 5K. Người dân nào thực hiện tốt 5K tuyệt đối vẫn có thể tránh được lây nhiễm. Cái khó là có thể 5K ngoài đường, nhưng về đến nhà là sinh hoạt ăn uống với người thân không lẽ cũng 5K, ông Nga nói. Theo tiến sĩ Nga, những ai không thực hiện 5K thì nguy cơ lây nhiễm rất cao, vì F0 hiện nay có thể nói nhiều hơn F1, đa số người nhiễm triệu chứng nhẹ vì thế khi lây nhiễm cần bình tĩnh, không nên quá lo lắng. Trước thực tế, người dân rất khó liên hệ hoặc được hỗ trợ tư vấn từ y tế phường. Ông Nga cho rằng, số ca quá đông nên hệ thống y tế phường xã đã quá tải. Người dân nên tự bảo vệ bằng cách đọc kỹ hướng dẫn, chi tiết điều trị của Bộ Y tế đã đăng công khai trên trang web tìm một bác sĩ để gọi điện xin tư vấn. Ông Nga khuyến cáo tỷ lệ người bệnh nhẹ vẫn cao hơn, nên lựa chọn hiện nay với ngành y tế là tập trung điều trị cho bệnh nhân nặng tầng trên. Dù vậy, phải tuyên truyền sâu rộng để người dân biết cần sử dụng những thuốc gì trong điều trị F0 tại nhà hoặc đâu là dấu hiệu chuyển nặng nguy hiểm để vào viện. Hà Nội cần có hướng dẫn chi tiết tuyên truyền về các cách điều trị tại nhà cho tốt hoặc là lập ra các nhóm bác sĩ tư vấn tình nguyện trên mạng xã hội qua hotline hỗ trợ người dân. Đồng thời chuyên gia này cũng cho rằng, nhiều F0 không khai báo hoặc không biết mình là F0 vẫn đi làm và tiếp xúc với nhiều người, rất nguy hiểm vì là nguồn phát tán F0 ra cộng đồng. Không chỉ Hà Nội, tình trạng số ca mắc mới và nguy kịch tăng cao đang diễn ra tại nhiều địa phương. Bộ Y tế vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước nguy cơ dịch tiếp tục lan rộng. Theo Bộ Y tế, hiện nay với tỷ lệ bao phủ vaccine cao trên toàn quốc, dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, số trường hợp mắc, kể cả số trường hợp tăng nặng và nguy kịch, đang có xu hướng gia tăng. Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại và mua lễ hội năm 2022 có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Trong bối cảnh Dần mở cửa các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số ca nhập viện, tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến nhóm đối tượng có nguy cơ cao, người già, người có bệnh nền. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, điện và đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của Bộ Y tế về chủ động phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và quyết định số 218 QDBIT của Bộ Y tế, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế, giám sát, xét nghiệm, cách ly, điều trị, hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, mở cửa trường học, đi lại của người dân, đảm bảo khoa học. Thống nhất trong công tác phòng chống dịch gắn với thực hiện tốt việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương tổ chức điều trị toàn diện, phân tầng điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu, đồng thời thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến. Các địa phương tiếp tục triển khai tiêm chủng phòng COVID-19 thần tốc hơn nữa, đồng thời triển khai mạnh mẽ toàn diện, chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, cùng với đó đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Tại Lâm Đồng, số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng. Sở đã có văn bản gửi CDC Lâm Đồng và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố yêu cầu thực hiện việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần F1 theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tại Lâm Đồng, người đã tiêm đủ ít nhất 2 liều vaccine phòng COVID-19 theo quy định Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 3 tháng, tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 sẽ phải cách ly y tế 5 ngày. Địa điểm cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc các khu vực đủ điều kiện cách ly khác do cơ quan tổ chức, đơn vị địa phương, trường học bố trí, thiết lập kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng. Bên cạnh đó, thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR, kháng nguyên vào những ngày cách ly thứ năm do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe trong 5 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K: có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi xét nghiệm và xử lý theo quy định. Đối với những F1 chưa tiêm đủ liều hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19, phải cách ly y tế 7 ngày tại nhà, thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR kháng nguyên vào ngày cách ly thứ bảy do nhân viên y tế thực hiện hoặc người cách ly y tế tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Nếu kết quả âm tính thì tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày tiếp theo. Quay lại với tình hình chống dịch tại Hà Nội, một chủ tiệm thuốc đã lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, vừa nâng khống giá kit test nhanh Covid-19 từ 55.000 đồng một bộ lên 90.000 đồng một bộ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tại một cửa hàng thuốc trên phố Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, khi chúng tôi hỏi bao nhiêu tiền một bộ kit, chủ hiệu thuốc nói: "Mua lẻ hay mua hộp? Mua lẻ 90.000 đồng, mua hộp là 80.000 đồng. Bộ kit này của Hàn Quốc, một thùng có 900 kit, mỗi hộp có 25 kit, mỗi hộp có giá 2 triệu đồng." mỗi thùng có giá 72 triệu đồng. Ngay sau đó, khoảng 5 phút, khi lực lượng quản lý thị trường có mặt tại cửa hàng thuốc này, giá bán của bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay lập tức trở lại đúng giá niêm yết, 55.000 đồng một bộ kit. Chủ cửa hàng bị kiểm tra đã vội vã thanh minh là không nhớ gì về việc ngay trước đó đã báo giá bán lẻ tới 90.000 đồng mỗi kit xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khách hàng. Như vậy, mỗi thùng kit xét nghiệm nhanh COVID-19 thay vì bán lẻ với giá là 49,5 triệu đồng, chủ cửa hàng này đã hét giá tới 72 triệu đồng. Không chỉ loạn giá, hiện nay nhiều cửa hàng thuốc đã không còn kit xét nghiệm nhanh để bán cho người dân do số lượng người mua lớn. Dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng khiến cho việc vận chuyển từ nhà máy đến các hiệu thuốc cũng gặp nhiều khó khăn. Để tránh tình trạng đầu cơ, nhiều cửa hàng thuốc áp dụng chính sách chỉ bán cho mỗi người tối đa một hộp kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Về mặt quản lý nhà nước đối với việc tăng giá các mặt hàng phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và các mặt hàng nói chung, chúng tôi đều nắm bắt và đều xử lý nghiêm các trường hợp không niêm yết và bán theo giá không niêm yết. Thời điểm này F0 tăng cao, người dân tự mua kit test nhanh Covid-19 dẫn đến việc khan hiếm thị trường thì công tác kiểm tra, kiểm soát càng phải tăng cường thêm. Với sự đồng thuận của người tiêu dùng cũng như là người kinh doanh khi nhận được phản ánh chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm và cần sự phối hợp của các cấp, các ngành để thông tin đến chúng tôi kịp thời hơn nữa. Ông Phạm Ngọc Oanh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 4 Hà Nội cho biết: Đối với người dân Hà Nội hiện nay, việc tìm mua bộ kit xét nghiệm nhanh để thực hiện tại nhà là rất cần thiết, giúp tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nếu có người nghi mắc Covid-19, dù bị loạn giá hay cháy hàng, người dân vẫn đang tìm cách mua các bộ kit test xét nghiệm này để dự phòng cho gia đình. Kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, số ca mắc COVID-19 được phát hiện tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng. Nghi vấn biến thể Omicron đang lưu hành và lây lan tại Việt Nam. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh lấy mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên để giải trình tự gen nhằm tìm kiếm và phát hiện biến chủng Omicron. Trước băn khoăn về việc có hay không sự có mặt của biến chủng Omicron trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh, một lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để khẳng định chắc chắn, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC lấy mẫu xét nghiệm phẩm ngẫu nhiên các F0 để giải trình tự gen, xác định biến chủng. Vị này nói, Omicron đa số là triệu chứng nhẹ, do đó dùng phương pháp giải trình tự trên mới xác định được sự có mặt của biến chủng này tại cộng đồng hay không. Chúng tôi cho lấy mẫu các bệnh viện, các ca bệnh nặng lẫn nhẹ, trường học để giải mã trên để xem có bao nhiêu phần trăm, tôi nghĩ có thể sẽ tăng dần theo tỷ lệ, Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông thường, việc giải trình từ trên xác định biến chủng SARS-CoV-2 mất khoảng vài ngày. Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sự gia tăng số ca mắc Covid-19 hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Việt Nam không hẳn là do biến chủng Omicron. Nguyên nhân là sau kỳ nghỉ Tết nguyên đáng, sự giao lưu, tiếp xúc di chuyển giữa người dân sinh sống ở các địa phương khiến cho mầm bệnh có sự lưu hành rộng rãi. Trong khi ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, vốn đã có mặt của F0 tại cộng đồng, do đó số ca nhiễm sau Tết tăng nhanh là một điều có thể hiểu được. Nếu sự gia tăng này là do biến chủng Delta, người dân cần tuân thủ 5 k nghiêm túc, số ca nhiễm sẽ có chiều hướng giảm. Ngược lại, nếu sự gia tăng này có liên quan đến biến chủng Omicron, khuynh hướng số ca bệnh sẽ có chiều hướng tăng lên. Phó giáo sư Dũng nói. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cho biết, việc giải mã trình từ gen để giám sát sự lưu hành của biến chủng Omicron trong giai đoạn này là quan trọng. Mặc dù biến chủng này được thế giới cho rằng có mức độ lây bệnh nhẹ, nhưng với khả năng lây lan nhanh hơn so với Delta, chúng ta vẫn nên thận trọng và giám sát động học của dịch. Với Omicron, chúng ta sẽ có những khuyến cáo đầy đủ và rõ ràng hơn, ông nói. Phó giáo sư dụng lý giải, nếu xác định được sự lưu hành của biến chủng Omicron, chúng ta có thể hiểu được sự gia tăng số ca nhiễm và chuẩn bị trong tình huống số ca nhiễm tăng cao hơn. Mặc dù nhiều người cho rằng COVID-19 không gây bệnh nặng cho trẻ em, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ở Phú Thọ cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi 7 tuổi, trú tại huyện Đồng Văn Hà Giang, mắc hội chứng hậu COVID-19 hiếm gặp. Trường hợp này, bé sống tại huyện Đồng Văn Hà Giang, tiền sử bố mẹ mắc COVID-19, không điều trị, tự khỏi, trẻ không làm test nên không xác định được có mắc hay không. Cách ngày vào viện một tuần, bé xuất hiện sốt cao, ban toàn thân, được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương điều trị nhưng tình hình không cải thiện. Ngày thứ ba, thứ tư, bé tiếp tục xuất hiện nói sản, đau nhức toàn thân. Khi vào, bé sốt cao liên tục trên 39 độ C, mê sản, huyết áp thấp, 78 trên 35, các chỉ số viêm tăng rất cao, procalisonin 32,98. Kết quả xét nghiệm có tình trạng rối loạn đông cầm máu, chức năng tim suy giảm, SpO 2 liên tục thấp với những triệu chứng lâm sàng. Khi vào bệnh viện, các bác sĩ nghĩ tới ba khả năng: nhiễm trùng máu, bệnh Kawasaki và hội chứng MIS-C. Với kết quả kiểm tra, các bác sĩ đã khẳng định bé mắc hội chứng MIS-C. Đây là tình trạng viêm đa cơ quan, suy tim, suy đa tạng sau mắc COVID-19. Người mắc căn bệnh này sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch và có thể tử vong nếu không được xác định và điều trị sớm. Ở Việt Nam, cũng mới ghi nhận một số ít ca ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Chính vì số lượng mắc và ghi nhận quá ít, nên rất khó chẩn đoán và dễ bị nhầm lẫn với các bệnh tương tự khác. Phát đồ và thuốc điều trị căn bệnh này đã được các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam xác định. Tuy nhiên, một rào cản khác mà nhiều người sẽ không vượt qua được, đó là thuốc điều trị hòa miễn dịch IVIG hiện nay rất đắt. Rất may, trường hợp bé Nhi nêu trên, sau khi được chẩn đoán đúng, gia đình bé đã được hợp tác và chỉ sau hơn một ngày dùng IVIG phối hợp với các thuốc đặc trị khác, toàn trạng bệnh nhân đã được cải thiện. Bé dần hết sốt, huyết áp ổn định, chức năng tim cải thiện rõ rệt. Bé trai đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Dịch bệnh căng thẳng trở lại nên các loại thuốc phòng và chữa trị COVID-19 đã được nhiều người săn lùng. Mặc dù Monopiravir chưa được lưu hành để điều trị COVID-19, các hiệu thuốc cũng chưa có hàng, thế nhưng trên các chợ online đã ôm hàng sầm rộ với giá hàng triệu đồng. Mới đây, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho 3 thuốc điều trị COVID-19 chứa hoạt chất Monopiravir sản xuất tại Việt Nam. Thông tin thuốc Monopiravir nội sẽ được cung ứng trên thị trường đã khiến cho nhiều người dân chờ đợi vì họ có thể mua ở các nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn chưa có thuốc Monopiravir. Mặc dù các hiệu thuốc không có thuốc để bán, tuy nhiên trên các trang mạng xã hội, mặt hàng thuốc monuperavir ngoại vẫn được bán lan tràn. Nhiều tiểu thương khoe mẻ ôm cả lô với giá hời. Và một vòng, các nhóm chợ thuốc có thể nhận thấy monuperavir được nhiều chủ thương rao bán với giá từ 1,8 đến 2,6 triệu đồng một hộp tùy từng loại. Đơn cử, thuốc Monopiravir Capsules 200mg Malat có xuất xứ từ Ấn Độ được các tiểu thương báo giá 2 triệu 2,2 triệu, 2,6 triệu đồng một hộp. Với Monopiravir trong nước được Bộ Y tế chỉ định phát cho những F0 điều trị tại nhà miễn phí, thuốc này được rao bán trên mạng với giá 1,8 triệu đồng một hộp. Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, dự kiến ngày 27 tháng 2, Bộ Y tế sẽ họp với ba doanh nghiệp trên về quá trình cung ứng sử dụng chất lượng và giá cả của các loại thuốc. Vì vậy, thời điểm này, chưa thể có thuốc được bày bán ở các nhà thuốc như người dân mong đợi. Về nguyên tắc, ba thuốc chứa hoạt chất Monoperavir được cấp phép khẩn cấp để điều trị miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng và xin ý kiến về việc ngoài sử dụng để điều trị miễn phí ở cơ sở, có thể cho bán tại các loại thuốc này ở các cơ sở đăng ký kinh doanh về thuốc. Việc này có mục đích giúp người dân khi bị nhiễm COVID-19 có thể chủ động mua về điều trị tại nhà theo đơn của bác sĩ. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, người dân chỉ sử dụng thuốc Monopiravir khi có chỉ định của bác sĩ về các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc. Người dân tuyệt đối không tự ý mua, sử dụng thuốc Monopiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Monopiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Một tin vui về biến thể Omicron mới được các nhà nghiên cứu Ấn Độ phát hiện sự kết hợp giữa tiêm phòng COVID-19 và triệu chứng nhẹ ở những người nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã dẫn đến có rất ít bệnh nhân bị các triệu chứng hậu COVID-19 trong làn sóng dịch bệnh mới nhất tại Ấn Độ. Kể cả những người có triệu chứng thì các biểu hiện này cũng ít nghiêm trọng hơn so với hai làn sóng đầu tiên của đại dịch. Các triệu chứng hậu COVID-19 được ghi nhận trong làn sóng dịch bệnh thứ ba tại Ấn Độ bao gồm ho, khó thở nhẹ, mệt mỏi, đau họng, đau cơ, đau đầu, rụng tóc, Kết luận này đã được các bác sĩ đưa ra sau thời gian dài theo dõi các bệnh nhân tại Ấn Độ. Bác sĩ Brunda MS của khoa nội thuộc Bệnh viện Aster CMI cho biết, Làn sóng thứ ba của COVID-19 chủ yếu ảnh hưởng đến hệ hô hấp trên, dẫn đến ho khan và đau họng, có thể kéo dài sau khi nhiễm virus. Tuy nhiên, các triệu chứng hậu COVID-19 do biến thể Omicron gây ra dường như không làm gia tăng hay là khiến các dấu hiệu viêm họng nặng hơn trong quá trình mắc bệnh. Tương tự, bác sĩ Ravindra Mehta của Bệnh viện Apollo Specialty cho hay biến thể Omicron chỉ xâm nhập vào họng và hô hấp trên, nên không di chuyển xuống dưới và gây viêm phổi. Biến thể này cũng không đi vào máu và gây ra những biến chứng phức tạp như những biến thể trước đó. Theo bác sĩ Meta, có rất ít người báo tới bệnh viện với các triệu chứng hậu COVID-19 nghiêm trọng. Triệu chứng ho dường như kéo dài lâu hơn một chút so với các triệu chứng khác, vì vậy phần lớn bệnh nhân không phải nhập viện vì những triệu chứng này. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng kể cả những trường hợp mắc COVID-19 nhẹ cũng có thể dẫn đến các triệu chứng kéo dài và việc chăm sóc bệnh nhân sau khi phục hồi không nên bị coi nhẹ. Bất kỳ triệu chứng hậu COVID-19 nào cũng có thể xuất hiện bất kể là do biến thể nào của virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, số ca mắc mới tại Hà Nội cũng như các địa phương đã có chiều hướng tăng trở lại. Thay vì tâm lý chủ quan, ai rồi cũng thành F0 mà lơ là phòng dịch, thì việc tuân thủ đúng quy định phòng dịch của chính phủ và nghiêm túc thực hiện 5K vẫn vô cùng cần thiết. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!